Xin chào anh chị đã đến với Trung Thực Auto xe gầm cao. Em là Sơn Tuấn ạ. Mẫu xe ngày hôm nay em muốn giới thiệu anh chị là một mẫu xe vừa về tại showroom của Trung Thực Auto Hà Nội. Kia Seltos, một mẫu xe với động cơ xăng 1.6, hệ dẫn động một cầu và số tự động. Xe với thế hệ năm 2022, mang biển tỉnh, lăn bánh là 3,2 vạn km anh chị ạ. Mẫu xe thì thuộc phiên bản 1.6 Premium và mức giá cụ thể của mẫu xe này sẽ được Trung Thực Auto công khai chi tiết ở phần cuối của video. Và ngay sau đây thì em xin mời anh chị chúng ta hãy cùng em đánh giá tổng thể về phần nội ngoại thất của mẫu xe này chị nhé. Quan sát ở phần đầu xe thì chúng ta sẽ có cái ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của nhà Kia, rất hiện đại đúng không ạ? Mặt ca lăng hình mũi hổ này. Và hệ thống đèn pha chúng ta có thể quan sát vẫn rất trong, rất mới đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là 1 này, 2, 3, 4, 4 phần khoang chiếu sáng bên trong, giải định vị ban ngày đã được trang bị anh chị nhé. Đó. Và ở phần đầu xe thì chi tiết phần mặt ca lăng ở mạ chrome này, chúng ta sẽ được kéo dài ra phần ngang hông xe. Nó tạo cho cảm giác một xu hướng thiết kế, mặc dù một mẫu xe crossover 5 chỗ nhỏ gọn thôi. Nhưng thiết kế này chúng ta sẽ liên tưởng đến những mẫu xe đàn anh hơn đúng không ạ? Vuông vức khỏe khoắn, rất là nam tính. Và ở phần đầu xe mặc dù là phiên bản cũng là cao cấp nhưng mà chúng ta sẽ chưa được trang bị hệ thống cảm biến trước anh chị nhé. Là hệ thống đèn của Kia này anh chị này, đèn gầm cũng là hệ thống đèn full LED. Những mẫu xe của Kia luôn thiết kế và trang bị cho chúng ta những phần đèn rất là công nghệ anh chị ạ. Rồi ạ, chúng ta sẽ đến với phần ngang hông xe để chúng ta có thể so sánh với các chi tiết mép mí ở phần cản trước anh chị này. Đấy. Và một mẫu xe mộc như này thì em đánh giá về phần nội ngoại thất như này còn khá là tươi anh chị nhé. Phần mâm này dường như là chưa có vết xước anh chị ạ. Chúng ta sẽ có một số các vết xước nhẹ nhẹ ở phần mâm này thôi. Đó. Chúng ta sẽ đến với phần ngang hông xe. Chi tiết đã được trang bị là chúng ta sẽ có ốp PVF cửa chống xước nhé. Ngoài ra thì bậc bước chân lên xuống hay là viền che mưa sẽ chưa có anh chị ạ. Rồi chúng ta sẽ đến với phần đuôi xe. Phần đuôi xe thì cảm biến này, cam sau và cốp điện đã được trang bị trên phiên bản này. Cái cốp điện đã được trang bị trên bản 1.6 Premium này anh chị nhé. Đây, và chúng ta sẽ đến với phần không gian chứa đồ. Đây, cũng khá là rộng rãi, dành cho gia đình trẻ, đựng được cũng khá là nhiều đồ chị ạ, với phần cốp như này. Và ngay sau đây thì em xin mời chị chúng ta sẽ vào đến không gian nội thất của xe. Và đây là không gian nội thất của một mẫu xe Kia Seltos thế hệ năm 2022 chị ạ. Chúng ta sẽ có một thiết kế nội thất rất là hiện đại đúng không ạ? Sẽ có là cửa sổ trời trên phiên bản này rồi, trong không gian cũng khá là thoáng và sáng ở trong xe. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ được đến với các chi tiết mà con người sử dụng nhiều trên xe chị nhé. Như phần vô lăng đây. Vô lăng sẽ chia làm hai khu, một khu là hỗ trợ người lái này, như kiểu đàm thoại rảnh tay, ra lệnh giọng nói. Và khu này chúng ta sẽ có hệ thống là ga tự động Cruise Control đã được trang bị anh chị nhé. Và chúng ta sẽ quan sát cái phần audio của xe. 32.817 km đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một phần màn hình LCD hiển thị thông số ở phía giữa và sẽ có hai cái đồng hồ analog truyền thống đúng không ạ? Phanh thì vẫn là phanh tay cơ chị nhé. Và chúng ta sẽ có hệ thống là làm mát cho hai hàng ghế trước này. Đấy, giúp chúng ta đi vào mùa hè sẽ không bị bí lưng đúng không ạ? Ghế lái thì cũng chúng ta cũng có là chỉnh điện rồi. Đấy, cân bằng điện tử cũng đã có. Đó, có các chế độ lái ở đây. Đấy, ủa, cũng nhiều chế độ lái chị ạ. Chúng ta sẽ có 6 chế độ lái nhá. Đấy, kết hợp với các chế độ 3 chế độ lái cùng 3 chế độ địa hình. Đó, tổng cộng là 6 chế độ. Sạc nhanh và các cổng sạc ở đây cũng đã được trang bị anh chị này. Đấy, điều hòa cũng là điều hòa tự động. Đấy, ghế ở đây thì vẫn là ghế chỉnh cơ nhá. Ghế phụ vẫn là chiếc ghế chỉnh cơ. Và với da ghế một mẫu xe lăn bánh 3,2 vạn km thì dường như phần da ghế thì em thấy rất là mới phần má ghế này. Tuy nhiên nó sẽ có một số các vết nhăn nhẹ rồi, điều này hết sức bình thường. Mẫu xe này thì bác chủ cũ cũng chưa trang bị phần cam hành trình anh chị ạ. Rồi ạ, và đó là về không gian về hàng ghế phía trước. Và ngay sau đây thì em xin mời anh chị chúng ta sẽ cùng đến với không gian hàng ghế thứ hai với em nhé. Và đây là không gian hàng ghế thứ hai của Kia Seltos 1.6 Premium đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một phần màn hình hiển thị và chúng ta cũng có trên chiếc xe này là phần lọc không khí anh chị nhé. Đó, rất là hiện đại đúng không ạ? Màn hình hiển thị rất là công nghệ. Cổng sạc và cửa gió điều hòa đã được trang bị này. Và cái phần da ghế đây anh chị này. Da ghế đây. Đấy, với phần ma ghế bạn có thể quan sát vào. Phần ghế này thì bác chủ cũ cũng sử dụng khá ít, dường như là chúng ta chỉ thấy là bác chủ cũ di chuyển chỉ hai hàng ghế đầu thôi. Hàng ghế thứ hai thì khá ít sử dụng này, da ghế vẫn căng bóng mịn màng này. Sẽ có bệ tỳ tay anh chị nhé, bệ tỳ tay có ngăn để cốc ở đây. Tư thế ngồi trong xe thì không, với một mẫu xe mà nhỏ gọn như này thì không gian này thì rất là rộng rãi rồi. Với em là một người khá cao nên là chúng ta có thể cảm nhận thấy thì đầu gối của em còn khoảng 10 cm và trên đầu thì còn khoảng miên man cơ, nên là không gian xe thế này là cực kỳ rộng rãi chị nhá. Tư thế ngồi cũng rất là thoải mái đúng không ạ? Chúng ta di chuyển đường xa, các quãng đường khoảng tầm 200-300 cây sẽ không bị mỏi đâu ạ. Đấy, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tổng kết thông tin và mức giá của xe chị nhá. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu sơ bộ với anh chị về phần nội ngoại thất của một mẫu Kia Seltos bản 1.6 Premium với thế hệ năm 2022. Mẫu xe thì mang biển tỉnh, lăn bánh là 3,2 vạn km và vừa cập bến showroom của Trung Thực Auto Hà Nội. Mức giá của mẫu xe này thì đang được Trung Thực Auto định giá là 648 triệu đồng. Và tại Trung Thực Auto thì vẫn còn rất nhiều những mẫu xe gầm cao khác đã qua sử dụng.
Vậy chị đang quan tâm và tìm kiếm cho mình một mẫu xe gầm cao với thế hệ nào, năm sản xuất bao nhiêu thì anh chị hãy đừng ngần ngại nhấc máy lên và gọi điện đến số điện thoại hotline của Trung Thường Auto đã được ghi vào phần dưới màn hình 0975 79 và tiêu ký 2 để các bạn tư vấn bán hàng có thể gửi cho anh chị thông tin cũng như tình trạng cụ thể của mẫu xe mà anh chị đang quan tâm ạ. Và em cảm ơn anh chị đã xem đến hết video và hẹn gặp lại chị ở những video báo giá tiếp theo.